em vì thương con rồi cố gắng chịu đựng đó chị, để cho con mình nó lớn thêm một chút nữa. Cứ như vậy rồi kéo dài tới lúc mà em phát hiện ra ảnh ngoại tình đó, thì con không có động lực để cho em thôi luôn. Mà thì hỏi thiệt sự là đến giây phút này thì em đã nguôi ngoai cái câu chuyện đó chưa? Em ít khi em nghĩ, tại vì mỗi lần em nghĩ thì em sẽ rất là buồn. Mà tự nhiên sau hôm nay chị hỏi thì tự nhiên em lại nghĩ như vậy, không biết nữa. À, chứ bình thường là mình không còn nghĩ tới nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Mình lo cho con là chủ dạ, yếu, lo cho con nhỏ. Thì chị nghĩ em vừa làm việc vừa chăm hai bé, có thời gian đâu chị. Bận rộn lắm. Hạt nêm Aci Ngon mới đậm đà từ vị đầu, ngon lâu đến hậu vị. Aci Ngon, vị ngon nhân đôi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện một câu chuyện tình yêu. Không biết hôm nay họ có tạo thành một câu chuyện tình yêu đẹp hay không, nhưng mà chắc chắn là sẽ là một cuộc nói chuyện rất là thú vị. Hello, chào anh trai. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Rồi, dạ đợi Tường chút xíu. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái mình vào rồi mình bắt đầu câu chuyện nha. Dạ. Mời em ngồi vào. Rồi, ngồi xuống đi cưng. Em cảm ơn chị. Rồi, chị mở mặt nạ giùm em luôn nha. Tháo mặt nạ luôn em trai ơi. Rồi, đẹp rồi. Và chương trình, em xin chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Minh Tấn. Năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp làm thầu điện, xây dựng điện gia dụng. Em có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Nên hôm nay em tham gia chương trình để tìm. Nhưng mà bây giờ là hiện giờ từ từ cứ vô cái chuyện tình yêu, từ từ mình vô nè. Bây giờ Tuấn là quê ở đâu? Dạ, quê của em thì ở Gò Công, Tiền Giang. Còn em hiện tại bây giờ đang ở quận 8. Bây giờ mời bạn gái giới thiệu tên tuổi của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào khán giả và chào anh đối diện. Em tên là Hoàng Thị Ái Ly. Em sinh năm 1983. Bà nghề nghiệp của em là uống tóc nữ. Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bây giờ mình làm là mình làm cho người ta hay là tiệm của mình? Dạ, tiệm của em. Rồi, kể tiếp câu chuyện hồi nãy anh mới nói đi nè. Hiện tại mình đã gãy đổ một lần rồi đúng không? Dạ. Cái mối hôn nhân đó là bao lâu, cách đây bao lâu rồi? Được 10 năm mà. 10 năm rồi, mình có cháu nào chưa? Đưa cháu trai 18 tuổi. Đang sống với mẹ hay là đang sống với bà? Đang sống với bà, là xưa giờ em nuôi luôn, gà trống nuôi con luôn. Dạ. Wow. Rồi vậy mình có còn liên lạc gì với mẹ của cháu không? Dạ không. Em không có còn liên lạc nữa. Rồi mẹ cháu cũng không có thăm cháu luôn hả? Thì cũng lâu lâu, lúc trước thì có về thăm, mà lúc này không có về. Hai cha con ở với nhau thôi? Chia có mẹ với. À, mẹ của em? Dạ. À, vậy là cũng có bà nội lo cho cháu cũng đỡ đúng không? Lúc em đi công việc thì nội lo đúng không? Dạ, dạ, dạ. Rồi, cho chị hỏi một tò mò một xíu là cái hôn nhân đó mình quen được, mình ở với nhau được bao lâu thì mình gãy đổ? 8 năm chị. 8 năm có một mặt con. Lý do gì lại gãy đổ vậy em? Dạ, vợ em có người khác cho nên không có giải quyết được rồi. Cho nên em chia tay, ly hôn với nhau. Nhưng mà em có hiểu cái lý do vì sao mà người ta có người khác không? Người ta có bao lâu mình mới phát hiện được? Có đi làm rồi xong rồi cặp bồ, cặp bạn này em không có biết. Rồi xong cuối cùng em mới phát hiện trong tin nhắn rồi mới biết là như vậy. Rồi em kêu ba mẹ qua nói chuyện với nhau. Rồi giải quyết không có được rồi thôi. À, rồi của lúc mà ly dị là em dành nuôi con hay là tại vì cô ấy không muốn nuôi con? Tại em cũng muốn nuôi con mà cô ấy nó đi qua bên nước ngoài làm thì cũng không có tiện đem con theo được. À, hiện giờ cô sống nước ngoài rồi? Bây giờ cô qua nước ngoài có chồng khác rồi. À, rồi chị hiểu rồi. Rồi suốt bao nhiêu năm nay tại sao em không đi bước thêm bước nữa lúc mà cháu nó còn nhỏ mà để tới bây giờ? Hồi 2016 em cũng có tính tới tiền hôn nhân, nhưng mà tới đó thấy không hợp với nhau rồi nên em không có tính tới nữa. Hoàn cảnh mình thì sao Ly? Dạ em cũng từng kết hôn năm 2014. 2014? Dạ. Và em tính cả thời gian ly thân là được 3 năm rồi đó chị. Bây giờ đã ly dị chưa? Dạ rồi. Mà mình ở chung với nhau được mấy năm? Dạ khoảng 4 năm. Khoảng 4 năm. À, coi như là 4 năm sống chung, 1 năm ly thân, rồi ly dị tới nay là thêm 3 năm nữa rồi. Dạ. Mình có cháu nào không? Dạ thưa chị, em có hai bé trai nhỏ. Hai bé trai mấy tuổi cưng? Dạ đứa lớn 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi. 5 tuổi rưỡi, đứa nhỏ là 3 tuổi rưỡi. Rồi ai nuôi cháu? Dạ, tòa sử thì mỗi người nuôi một cháu. Nhưng mà em thì em vẫn dành là nuôi hai. Nhưng mà bên ba thì không chịu. Mọi người nuôi một đứa nhưng mà ba thì lại không có nuôi được á.
Bởi vì ba đi làm công trình đó chị. Về ba để em nuôi thì ba phụ cấp. À, có nghĩa là giờ em vẫn nuôi hai cháu và bên ba của cháu là phụ cấp. Dạ. Dạ, rồi ba có thường thăm nom này kia thường xuyên không? Dạ, cũng hiếm lắm chị. Bây giờ ảnh có người mới chưa? Dạ rồi, ảnh... Có những cái chuyện mình vẫn chưa thể cho qua được hay sao em? Dạ, lúc em có bầu á, là ảnh đã ngoại tình 6 tháng trước đó. À. Dạ. Trước cái cuộc hôn nhân của em á, nó cũng á, có nhiều mâu thuẫn á chị. Rồi em vì thương con, rồi cố gắng chịu đựng á chị, để cho con mình nó lớn thêm một chút nữa. Cứ như vậy, rồi kéo dài tới lúc mà em phát hiện ra ảnh ngoại tình á, thì có thêm có động lực để cho em thôi luôn. Yeah. Mà thì hỏi thiệt sự là đến giây phút này thì em đã nguôi ngoai cái câu chuyện đó chưa? Em ít khi em nghĩ, tại vì mỗi lần em nghĩ thì em sẽ rất là buồn. Mà tự nhiên xong rồi chị hỏi thì tự nhiên em lại nghĩ như vậy không biết nữa. À, chứ bình thường là mình không còn nghĩ tới nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Phải mình lo cho con là chủ dạ, yếu rồi. Lo cho con nhỏ. Thì chị nghĩ em vừa làm việc vừa chăm hai bé có thời gian đâu chị. Bận rộn lắm. Nhưng thật ra mình phụ nữ mình bị đưa vào cái thế là mình phải mạnh mẽ. Chứ thật sự thì trong sâu thẳm ai cũng rất là dễ bị tổn thương. Dạ đúng và rồi. Và cũng có cái cần người chia sẻ. Giống như khi chị hỏi là đúng là cái nỗi niềm của em. Em thì ức ức nó như vậy thôi. Chứ còn thật sự chị biết khi đã nguội lạnh và khi em đã đăng ký tham gia chương trình thì tất nhiên cái câu chuyện đó dạ, đúng nó rồi. Cũng chẳng còn cái gì. Chính xác luôn. Với lại người đó cũng không còn xứng đáng với mình nữa. Người ta dạ, đã có cái người chị. Khác trong cái lúc mình đang mà vừa cạn, đang cái lúc khó khăn nhất thì người ta cũng đã không còn cái tình cảm với mình. Đúng không em? Dạ đúng thôi, rồi. Thì bây giờ cái đó là cái số phần của mình thôi, mình chịu. Và mình sống vì cái tương lai, hy vọng vì cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Và trước mắt là mình làm những gì tốt nhất cho hai đứa con của mình là được rồi. Dạ đúng không em? Em cũng mong như vậy đó chị. Dạ. Em ơi đừng khóc em ơi. Rồi em phải nói lớn cũng mới nghe chứ cách nhau qua cái dạ, tim mà. Dạ nghe rồi. Nói đi. Em ơi đừng khóc em ơi. Nãy giờ chị mới thấy em cười luôn á trời. Cười là tươi lên, nhìn lên có gì mà cứ nhìn xuống không vậy? Nhìn lên cho đời nó tươi lên cưng, nhìn xuống nó xuống dốc à. Em dặn lòng là sẽ không bao giờ em khóc, không hiểu tại sao hôm nay chị kể cắt em khóc đã đi em, không có vấn đề gì đâu. Hay mình có kể muốn kể câu chuyện gì của mình nữa không? Rồi lúc trước thì em cũng có quen một mối tình ở bên Facebook. Và quen cũng được hơn năm mấy. Là sau khi ly dị vợ đó ha. Dạ, quen được năm mấy rồi người đó đi lấy chồng. Rồi xong em mới buồn. Em mới quen qua bên Zalo được cô đó là tính tiền 2016 á. Chuẩn bị đám cưới, chụp hình cưới rồi. Rồi xong cái mà thấy tình trạng mà ghen em, ví dụ em tới cái chỗ cửa tiệm chơi á. Thì cũng người đó cũng làm tóc. Em hỏi thăm em gái này kia rồi nay đi đâu chơi gì đó. Cái à, em hỏi thăm mấy bạn nhân viên á hỏi sao? Hỏi em của người đó. À hỏi em của người giống đó. Giống như là anh gửi hỏi thăm em vợ đi. Đó mà hỏi thăm cũng không được nữa mới nói. Nếu mà hỏi đi kiếm nó hỏi đừng hỏi tôi. Mà vậy bạn gái em cũng ghen nữa là dạ, cũng không cần hỏi luôn. Dạ. Cả em gái mình cũng không được hỏi luôn. Dạ đúng rồi. Mà chụp hình cưới rồi luôn. Dạ chụp hình cưới rồi luôn. Rồi cuối cùng chia tay luôn. Là 2 tháng mấy nữa là cưới. Ai là người quyết định thôi? Người đó nói chuyện nói lời chia tay trước. Sao ngộ vậy kỳ vậy em đã quyết định phụ nữ mà đi tới cái quyết tại định vì cái lời nói mà chia tay đó người ta khó nói lắm. Đúng rồi sao mà người đó nói được? Em có tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa là tại vì sao không? Thì nói chung là người đó nói là chia tay còn không gì nữa, nói đem cái hình chụp hình đám cưới á mà đem đi dục võ gác mày kia đầu rồi thôi em tức quá thôi. Là thôi luôn. Dạ. Cũng không hỏi nguyên nhân hay là người ta cũng có người khác nữa hay là người ta thì không vừa lòng cái vợ em là, em là khi mà chia tay rồi á là em không có cưới nữa, em quỷ bỏ cưới á. Người đó có đi lấy chồng khác đó cũng. Nhưng bây giờ chị hỏi thiệt nè, có bao giờ em tự ngồi em suy ngẫm hay em chiêm nghiệm lại hay là mình có một cái điều gì đó mình chưa tốt hay cái gì đó mình quan tâm cái người phụ nữ của mình chưa đủ hay là như thế nào khiến cho người ta như vậy hay không? Có khi nào em suy nghĩ đến điều đó chưa? Tại vì người đó thì ghen tuông này kia rồi em không chịu được cái cảnh đó. Ví dụ đi ăn uống rồi tính toán với ví dụ chồng cũng như là chồng sắp cưới của mình rồi. Tính toán là sao em? Chị chưa hiểu tính toán là sao? Nói chung là bữa đó là người đó nói là với em là hôm nay đi ăn lẩu dê em bao.
Rồi xong cái đi sách được có 200 ngàn, à rồi mà vô trong đó ăn thì tới 270 ngàn. Cái em mới tức nói ủa sao rủ đi ăn mà sao còn kêu anh trả tiền thêm. Tại vì em nói ví dụ bây giờ mình nói được á, mình đi dẫn đi bao thì mình nên nói, còn dẫn không được thì đừng nên nói. Em bao cũng được nữa mà tại vì em tức cái lời nói như vậy. Có gì đâu mà tức, trời ơi, cái chuyện nó đơn giản muốn chết. Bây giờ vợ sắp cưới của em rồi thì em dẫn vợ em đi ăn chuyện bình thường thôi. Thì đúng rồi, em dẫn ăn bình thường, nhưng mà có cái là vợ nói thử mình thử cái lòng người ta lòng như thế cái nào gì, thôi. Nhiều khi người ta nè chị chứ... đây chị không có bình cái người đó, nhưng mà chị nói thiệt luôn. Thí dụ chị mà thích cái anh nào, hoặc là chị đang có bạn trai mà cái bạn trai chị hơi bị không có được chủ động, hoặc là bạn ấy quên đi lo công việc gì đó mà không bỏ bê chị, không có rủ chị đi ăn đi uống đi chơi, mà chị nhớ bạn trai chị thì chị mới gọi điện hoặc là chị nhắn tin, chị tạo một cái cớ thôi. Anh, hôm nay em quay em đi quay ở nhà hàng Phiêu Mười đó, nhà hàng này có món ăn ngon lắm, tối nay em bao anh. Giống như thật sự luôn, bữa nay chị Tường quay đây nè, hồi nãy Tường cũng có gọi điện cho bạn Tường luôn, ở đây nhà đồ ăn này ngon lắm, bữa nào Tường bao mình đi ăn ở đây nha. Là người phụ nữ họ rủ, họ nói họ bao thôi, nhưng mà Tường chưa bao giờ trả tiền, Tường bao. Nhưng mà cái khi mà cái người đó đồng ý đi với mình thì người ta tới người ta ăn ta vẫn trả tiền. À đối với chị Tường, đối với chị là nam phải trả tiền cho nữ là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi, mà mấy lần trước á đi ăn em cũng trả tiền bình thường, nhưng mà em thử coi cái bực kỳ này coi người đó có nói cái lời nói có đúng như vậy không. Nhưng mà người ta ép em, ép người ta bao em hay là người ta tự động người ta nói người ta bao? Người ta tự động rủ em đi ăn. Thì là người, người ta nhớ em, người ta muốn kêu em đi ăn đó. Đâu có đâu, tại vì em nói rủ đi ăn thì nói đại ấy đi rồi để em khỏi có ấy. Vậy là bữa đó em cũng không có chuẩn bị, không có đem tiền theo hay sao? Em có đem theo tiền luôn. Rồi cuối cùng em có trả không? Em tức một cái là rủ nói rủ lại đi ăn á mà cứ kêu anh trả tiền cho thêm nữa. Rồi cuối cùng là bữa đó ai 270 đó là ai trả? Em bù vô thêm 70 ngàn nữa. Trời ơi, rồi chia tay luôn cái cuộc tình luôn đó hả? Con trai đi ăn phải trả tiền cho con gái là cái chuyện đó bình thường. Dạ thì em trả bình thường, nhưng mà tại cái em tức cái lời nói đó thôi. Không có tức gì, mai mốt mà bạn gái bên đây nè, bây giờ lên mai mốt ly rủ ảnh đi ăn cũng vậy nữa. Rủ mình mời là tại vì cái chỗ nó ngon, mình lịch sự. À, bữa nay tới nhà, à, bữa nay có quán hủ tiếu đó ăn ngon lắm, đi đi không? Em bao anh đi ăn. Thì ok là đi là cái cớ thôi, nhưng mà đi thì vẫn em trả tiền chứ. Dạ, đúng rồi. Đừng có để bạn gái trả tiền chi mấy cái chuyện đó. Trời, cái này là chị không có bên em được đâu. Thôi nói chung chuyện nó qua rồi, mình không khơi chuyện cũ. Nhưng mỗi cái việc mà nó xảy ra, cả đôi bên luôn, ngay cả Ly cũng vậy mà anh cũng vậy, và bản thân chị cũng là người gãy đổ, thì chúng ta phải có cái thời gian chiêm nghiệm lại coi tại sao mình lại bị rơi vô cái tình cảnh như vậy. Yeah. Thường thường người ta nói nè, có lửa mới có khói. Chị nói, chị cũng không sợ em buồn nha Ly. Yeah. Có lửa phải có khói. Yeah, người ta lỗi 10 mình cũng phải có lỗi 8. Yeah. Đúng không? Dạ, đúng. Cái tay đưa lên một bàn tay không bao giờ nghe được cái tiếng vỗ, mình phải hai cái vỗ lại với nhau nó mới ra cái tiếng, đúng không ạ? Dạ. Cho nên mỗi người mình cũng lớn rồi, mình nên suy nghĩ, chiêm nghiệm, rút ra những cái gì đó cho cái bản thân mình, để sao để cho cái cuộc tình mới của mình nó trọn vẹn hơn, đồng ý không? Rồi em nè. Dạ. Có điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ thưa chị Cát Tường, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chịu khó và biết kính trọng mọi người. Và em có cái tính thương người. Rồi còn điểm yếu của em thì em dễ khóc và em cũng mau giận, nhưng mà cũng mau quên lắm chị. Tới cái phần bây giờ tìm kiếm tình yêu nè, bây giờ em muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Người mẫu tóc dài. Rồi gì nữa? Cao 1m55 trở lên. Gì nữa? Chị nặng 48 kg trở lên. Rồi, đúng con số vậy luôn hả? 1m55, 48 kg luôn hả? Rồi, gì nữa? Hết rồi. Chắc chưa? Chắc. Rồi, còn em thích một mẫu người chồng tương lai nhìn mình là người như thế nào? Dạ, thưa chị, em thích hình thức thì em cũng không có quan trọng lắm. Em chỉ thích mẫu đàn ông sống thêm tình cảm, gia đình và hiểu em, công việc ổn định, nói năng thì lịch sự, nho nhã và biết kính trên nhường dưới, vậy thôi. Rồi em đoán thử coi, em cao mét mấy? 1m68, 50kg. Chưa 50kg hả? Đúng là ốm hơn tôi trời. Kiếm đi ảnh nó trọng á, còn bên đây em tìm đi. Trời ơi, đông gái. Một cô gái trong ba cô này em lựa đi. 1m55, nặng 48kg, coi có không. Rồi, nhưng mà cô đó không có tóc dài à nha.
anh nào? Tại sao chọn anh đó? Tại vì em thấy số ký của ảnh rất là nhỏ nên em đoán anh này. Rồi cầm đi, để tôi mở cửa trái tim luôn coi. Rồi mời hai anh chị nhìn về phía trái tim này nha. 1 2 3. Sao ạ? À? Sao ạ? À? Rồi vậy là em chọn đúng luôn rồi. Đúng rồi mà đúng. Ủa em thấy giống mà chị. Đúng rồi mà đúng. Em thấy giống thì anh đây nè. Sao anh nói mà đúng được? Rồi mình đúng không em? Đúng. Chúc mừng bạn trai đã đoán đúng ha. Rồi em sai rồi nha cưng nha. Em có quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Em cũng có một món quà tặng cho anh nè. Đây là tất cả những cái gì mà em muốn nói đó em đã niêm phong ở đây hết rồi. Em cảm ơn. Người ta vui quà mình cũng vui chứ. Dạ những món cô gái thích. Chú đáo hơn em đó chị. Chú đáo hơn em ha, hai bên. Chú đáo hơn em ha. Chính giữa một cái hộp có một chiếc nhẫn rất là xinh. Mà nó nghe nè, đi ăn dẫn mà gái đi ăn trả có 70 ngàn. Mà tiếc nhớ tới giờ mà sao sang trọng quá vậy, tặng bạn gái quà nhiều quá vậy em. Em nói tại vì cái lời nói á, khi mà mình nói ra được á thì mình phải làm được. À có em tức cổ nói cổ bao mà cổ không bao, bao thôi đúng không? Không bao. Chứ không phải là tại tiếc tiền bạc gì hết đúng không? Rồi hiểu rồi, mấy mốt ngàn nhớ nói bao là phải bao. Còn hôm nào không bao thì chỉ rủ thôi, anh đi ăn chỗ đó hay là anh dẫn em đi ăn chỗ đó chỗ kia. Nhớ nha, con người ta thẳng thắn thật thà, nói là phải làm. Vậy cũng là một cái cá tính hay đúng không em? Dạ. Yeah. Rồi, thôi quyết định vậy đi. Rồi bây giờ thì em tự tin lên xíu, nhìn thẳng cô gái ấy rất là dễ thương nè, đôi mắt ngấn lệ nhưng nụ cười rất xinh. Tường sẽ cho hai bạn ít phút thời gian trò chuyện với nhau rồi Tường sẽ quay lại. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn rất là ngon của nhà hàng Fumer. Xin mời. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất ngon và rất đặc biệt nha. Đây là món cơm hấp của Nhật. Dạ. Chắc là hai bạn chưa ăn thử lần nào đúng không? Dạ chưa. Bây giờ mình ăn thử nha. Ăn ngon, trò chuyện tâm sự với nhau. Tự tin lên nha em. Dạ. Mình chủ động, mình là đàn ông nha. Dạ. Nha. Dạ. Rồi chút xíu chị Tường quay lại liền. Mời hai bạn ngon miệng. Dạ cảm ơn chị. Ừ, ăn đi em. Em mời ăn nha. Mời em. Dạ. Ở nhà anh hay đi chơi không? Anh ở nhà cũng ít có đi lắm. Chỉ có tối đi uống cà phê xong rồi về nhà ngủ à. Anh ít nhậu mà anh có biết hút thuốc không? Anh có hút thuốc, cũng hút cũng ít. Một ngày cũng 6-7 điếu. À, vậy được rồi. Anh có ngại khi làm bạn với em không? Thì cũng đâu có gì đâu mà ngại. Anh có được nghỉ cuối tuần không? Nhiều khi lúc nghỉ, nhiều lúc không. Nói chung là chủ nhật của anh nhiều lúc cũng phải đi làm. Nói chung nhiều khi ban đêm cũng đi cũng có đi nữa. Là tăng ca. Anh làm công việc của anh là làm tự do. Ví dụ nhà đó điện nước đều hư á, ban đêm hay gì đó, người ta kêu mình tới mình sửa cho người ta. Vậy cũng được. Ở nhà em có mấy anh chị em? Dạ 6 anh chị em. Em là gái út trong nhà. Còn nhà anh thì có 2 anh em, anh với nhỏ em gái thôi. Em gái anh thì có chồng rồi, có con, mới có con. Dạ. Ba mẹ em ở nhà làm cái gì? Dạ mẹ em trước đây là buôn bán, bây giờ mẹ em lớn tuổi rồi, mẹ em nội trợ thôi anh, với trồng rau trồng tráng vậy đó. Dạ. À anh có khi nào lên Bảo Lộc chơi chưa? Anh có đi xa lắm, anh chỉ có ví dụ đi làm xong rồi về uống cà phê xong rồi tới cỡ 10 giờ về ngủ. Vậy cái động lực nào mà khiến anh lại đăng ký chương trình này? Lớn tuổi rồi thấy vậy đó, mình nên tìm bạn cho mình thích hợp với nhau và đi tới hôn nhân. Cũng may, tại vì thường thường em thấy đàn ông mà có tí tuổi như anh thì cũng làm biến đi tìm mà bạn gái đó. Món ăn này ngon không anh? Dạ ngon. Mình ăn thử cái món cơm Nhật này lần nào chưa? Dạ mới ăn lần đầu. Mới ăn lần đầu nhưng mà ăn được đúng không? Dạ. Hợp khẩu vị đúng không? Dạ. Rồi nãy giờ anh có dám nhìn em cái nào chưa? Dạ có, nhìn chăm chăm luôn mà chị. Vậy hả? Trời ơi vậy là em hên quá, từ đầu giờ anh không dám nhìn chị một cái nào tại luôn. Tại vì em bắt anh phải nhìn em mà. Vậy là em hay rồi đó. Nãy giờ thật sự là chị cũng dành diễn đàn cho em nhiều hơn. Nếu em có hỏi về hoàn cảnh của ảnh chưa, ảnh cũng là gà trống nuôi con. Dạ. Đó, rồi đang sống với mẹ nữa. Ví dụ như theo như em nghĩ thì mình tìm hiểu nhau bao lâu thì nếu mà hợp thì mình có thể tiến tới với nhau được? Dạ nếu mà tìm hiểu với nhau thích hợp khoảng chừng 5 trở lại gì đó mình tính tới. Cổ thì cũng có 2 con nhỏ riêng thì em nghĩ nếu lấy nhau thì mình sẽ sống như thế nào? Dạ cái đó để mình thương lượng với nhau. Thương lượng là thương sao?
Nếu mà lấy nhau thì dĩ nhiên là con cũng phải theo mẹ, thương mẹ phải thương con, chỉ cái chuyện đó là phải đương nhiên. Chứ người ta mới chấp nhận mình được. Em 10 năm gà trống nuôi con vậy, cái khó khăn nhất của em là cái gì? Cố vượt lên chính mình để mình tự bước tới, bước tiếp. Thôi bây giờ thì chị ra ngoài chị cũng thấy là hôm nay tụi em đi theo đều có gia đình đi theo. Thì bây giờ mình sẽ mời gia đình của hai bạn vào để mình cho một chút xíu ý kiến ha, để coi người ngoài nhìn vào thì thấy như thế nào. Bây giờ Tường xin phép dạ mời cô vào đây ạ. Em gái vô đây cưng. Dạ. Dạ chào cô. Dạ. Cô là mẹ đúng không ạ? Dạ em là mẹ của Tấn. Dạ mẹ của Tấn. Còn em là em gái. Em gái, em ruột. Dạ không, dạ, em là con. Rồi. Bây giờ cho Tường hỏi cô trước nha. Thế hôm nay nãy giờ cô ngồi cô lắng nghe câu chuyện của con trai mình với bạn gái bên đây thì cô có nhận xét như thế nào? Con em nó muốn ở đâu thì em cũng chịu ở đó. Dạ, nhưng mà thật sự Tường cũng muốn cô chia sẻ một xíu là trong suốt những cái thời gian mà cô hỗ trợ Tấn á, mà nuôi cháu thì cứ vất vả cực khổ lắm không cô? Nói chung khó khăn lắm không cô? Cũng vất vả. Thì Tấn nó đi làm thì nhà mình phải coi nó ngoài. À, một tay cô làm đúng hết rồi. Chắc cháu đeo cô nhiều phải không cô? Đúng rồi. Cái gì cũng đi chơi cũng mẹ bà nội. Thì ví dụ làm gì quần áo gì là bà nội làm hết. Một tay bà nội lo hết. Lo hết, ăn uống của bà nội lo luôn. Dạ. Vậy đó. Nhưng hiện tại bây giờ thì cuộc sống của cháu như thế nào rồi cô? Nó thì nó đi làm được. Bây giờ con hỏi thiệt, Tường hỏi thiệt cô nè. Ví dụ bây giờ trường hợp mà phải cái duyên đó, và khi hôm nay đến với bạn gái bên đây thì nãy giờ cô cũng nghe hoàn cảnh bạn này cũng đang còn có hai con nhỏ cũng gãy đổ như vậy, thì thật sự con nói thật, hỏi thật lòng là cô có ngại hay là có lo lắng cái điều gì không? Nói chung mình cũng thấy con nó nhỏ thì cũng kỹ thời tội nghiệp, nhưng mà nếu mà nó thương thật sự thì từ từ thì mình cất nhà lớn lên rồi mình cho tụi nó về ở cũng được. Dạ. Chứ nếu mà biết sống với cha với mẹ với hòa thuận gia đình thì tốt. Dạ. Tự vì ở nhà hay có đứa em gái nữa. Dạ. Hồi xưa đến giờ chưa bao giờ gây lộn. Dạ. Ví dụ người chịu này thì người chịu kia vậy đó, cho nên sống phải hòa thuận mới biết với nhau. Dạ. Không có hỗn. Nếu mà hai bạn mà yêu thương nhau thì cô cũng đồng ý đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ cảm ơn cô ạ. Em chào cô một câu, em muốn nói gì với cô không ạ? Mẹ chào bác chào con. Dạ con chào cô. Con cảm ơn cô rất là nhiều vì đã thương và thông cảm cho con. Dạ. Rồi đó là hôm nay cái gặp mặt như vậy thôi. Còn cái chuyện thật sự đó là mình hỏi thôi. Dạ. Còn cái chuyện tình duyên của hai bạn là hai đúng bạn rồi. Nó sẽ tự quyết định nha cô ha. Dạ. Thế còn em gái thì sao? Nãy giờ nghe câu chuyện của hai anh chị này thì em nhận xét như thế nào? Mình là một người trẻ nè. Thì nói chung ở nhà thì em ít khi nào thích thấy chị khóc lắm. Ừ. Bình thường là chị vui tươi dễ thương lắm. Không có biết là chị có nhiều cảm xúc mà chị giấu á. Mà nói chung là bây giờ thì nếu mà anh chị cảm thấy là mình có thể cho nhau một cơ hội á thì hai người có thể gắn bó với nhau được không? Thì em ủng hộ chị Ly. Em cảm nhận là anh này có phù hợp với chị Ly không? Em thấy anh cũng hiền lắm, nhưng mà ít nói. Còn chị thì ở nhà em hoạt bát nói nhiều lắm, nên em nghĩ là anh chị có thể bù trừ lại cho nhau á. Rồi cảm ơn em. Dạ, cảm ơn ý kiến của cô ạ. Một vài cái ý kiến để cho hai bạn có thể tham khảo thêm, để một lát nữa mình có thể đưa ra cái quyết định mình cho đúng đắn. Dạ cảm ơn cô. Chương trình có mấy câu hỏi dành cho hai bạn. Mình bóc mỗi người một lá, rồi mình đọc lớn lên yêu cầu trong này mình trả lời, cho nó vui, cho hiểu nhau nhiều hơn, cho nó gần gũi nhau hơn. Hãy cầu hôn bạn nữ bằng lời tỏ tình thuyết phục đối phương đồng ý làm vợ mình. Nếu chồng cũ, vợ cũ của hai bạn gặp lại có những yêu sách đòi hỏi về tiền bạc, con cái hay nối lại tình xưa, bạn xử lý ra sao? Rồi, bây giờ em trả lời câu này trước rồi anh sẽ thực hiện cái điều chương trình yêu cầu. Dạ, nếu mà trường hợp đó rơi vào em luôn đó thì em rất là thẳng thắn. Và em cũng đã từng nói với chồng em là bây giờ anh có xây cho em 10 cái biệt thự em không bao giờ quay lại với anh. Bởi vì em đã chịu đựng rất là nhiều, với em rất, anh cho anh rất là nhiều cái cơ hội nhưng mà anh không có nắm lấy. Cái quan trọng là em, anh ở với em chưa có một lần em có cảm giác an toàn khi ở bên anh hết. Thà em đến một người nghèo mà họ mang lại cho em cảm giác an toàn và tình cảm nó vơi đầy á, em vẫn chọn cái người đó. Con cái thì đã nói rõ toàn rồi đó chị, thì mình thương lượng sau đó cho nó hợp lý thôi. Tiền bạc thì tụi em không có gì phải không dính líu gì hết. Dạ không dính líu một cái gì hết. Cách giải quyết như vậy hợp lý không em? Dạ. Rồi bây giờ tới phiên em. Sao anh không có nói gì vậy?
Em cảm ơn anh nha. Cảm ơn hai bạn. Em cảm ơn anh. Rồi, về chỗ đi ạ. À. Thấy em là có xúc động đó. Dạ, em đang nghĩ gì khi lúc đó, ngay khoảnh khắc đó em nghĩ điều gì? Dạ, tại vì ảnh khác với những gì em nghĩ. Em nghĩ là chắc ảnh sẽ nói với em vài câu trước. Rồi ảnh mới... tặng nhận. Dạ, đúng rồi. Em có nghĩ là anh quỳ xuống không? Dạ, không luôn. À, em chỉ nghĩ là nói cái gì đó rồi đưa nhận thôi. Dạ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cho nên thì... em mới có một chút gì đó nó rung động. À, em nghĩ là em đang làm việc đó là vì chương trình yêu cầu hay là em có lồng chút cảm xúc nào của em vào đó không? Dạ, cũng có chút đỉnh. Rồi, thì bây giờ vậy nha, hai người nhìn thẳng vào nhau đi ạ. Thời gian dành cho hai bạn cũng khá nhiều rồi, đủ để chúng ta hiểu rồi. Tại vì cái chương trình hẹn ăn trưa chỉ là chương trình để tạo cơ hội cho chúng mình mai mối để mình đồng ý mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không thôi. Yeah. Chứ không phải là đủ thời gian chúng ta có thể tìm hiểu hết con người của nhau. Nó phải trải qua một cái thời gian dài, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Thì hôm nay hai bạn suy nghĩ lại thật kỹ. Từ nãy giờ mình đã trao đổi những cái gì? Chúng ta cảm giác nếu mà có sự rung động và nghĩ rằng đối phương có thể là một cái người mà mình đang đi tìm kiếm thì mình bấm nút thật mạnh xuống. Còn nếu mình cảm giác không có một cái cảm xúc gì hết hay là mình nghĩ rằng không, cái người này không hợp với mình đâu thì thôi, mình không bấm nút. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian, chị hỏi em gái trước, tại sao em không bấm? Dạ thưa chị, em thấy ảnh cũng hiền lành á, mà cũng chịu khó. Nhưng mà em cũng không có, ảnh không có mang lại cho mình cảm giác an toàn. Tại sao em lại không bấm nút chọn cô gái này? Tại em thấy bạn nữ cũng được, cũng tốt. Nhưng mà em thấy là nếu mà em không làm đủ trách nhiệm, không làm tổn thương người bên cô gái bên kia, cho nên em không có bấm nút. Có phải vì hai đứa con còn nhỏ quá, em sợ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng không? Dạ đúng rồi. Đó, đúng. Em cũng nghĩ giống như ảnh luôn đó chị. Thôi được rồi, mời hai bạn đứng lên. Dạ. Mặc dù hôm nay là hai bạn cũng là chưa có thành đôi ha, chị Tường cũng không làm tròn cái vai trò mai mối của mình. Nhưng mà chị Tường cũng rất vui vì thật sự chị cũng đã cố gắng hết sức. Và ít nhất thì em cũng được giải tỏa cái nỗi lòng của mình ngày hôm nay ha. Rất là vui khi em tham gia chương trình. Và chị cũng chúc cho em, một người mẹ đơn thân hiện tại đang phải nuôi hai con, thì được nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh mẽ. Cố gắng hãy nghĩ đến con mình và cái tương lai tốt đẹp của mình phía trước để cố gắng thật nhiều. Cảm ơn chị Tư. Ừ, cảm ơn em. Mình cũng vậy nha Tuấn, cố gắng. Chị cũng hy vọng là em được nhiều sức khỏe và sẽ có một cái tình yêu đẹp ở phía trước đang đợi em. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Đây, gửi tặng cho Ly một món quà là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn quý vị. Và như vậy là bà Mai lại thất bại. Nhưng mà không sao ạ, Tường cũng rất là vui. Bởi vì Tường vẫn đã cố gắng làm hết cái trách nhiệm là cái cầu nối của mình dành cho các cặp đôi. Nhưng cái quyền quyết định là ở họ. Và bây giờ thì thời lượng của chúng ta đã hết rồi chúng quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.